Hello cả nhà nhé, một buổi chiều sự chuẩn bị của lễ hội Nàng Hai Nư Khâu của nhà nhé. Sự chuẩn bị lễ hội Nàng Hao Nư Khâu năm 2024. Đây cả nhà nhé. Mình sẽ cho cả nhà xem coi là cái cách thức chuẩn bị tổ chức ra sao. Cái lễ hội một buổi áp phiên như thế nào nhé cả nhà nhé. Hello. Nát quay bảy lần và nùng nước khoát bao nhiêu chục lai quay quay là quay là cô anh người khiếp này. Cái lô này hội đàng hai là hội rất là nổi tiếng là từ các bạn này. Lô đàng hai thì có xã Tiên Thành cùng với xã Kim Đồng, cùng xã Kim Đồng và xã Tiên Thành các bạn nhé. Đàng hai này là không bao giờ có, không bao giờ có cả. Đây là sự chuẩn bị. Chuẩn bị óc mùa đồ gọi là vụ hạ đấy. Cái đồ này là hàng này là hết tập quán được hết chính luôn à? Có nghĩa là vật duyệt đấy. Có nghĩa là khấn mẹ gọi là duyệt đấy. Duyệt xong là mai là làm chính thức vật tế đi nào. Khấn mẹ thôi nhưng mà là gọi là duyệt đấy. มันรู้ก็เว้ยมันรู้ก็ว่ามีกระลาเป็นน่ะเฮ้ย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 เฮ
con miếng mà anh ơi anh xã ơi tao kim cắp bà nhỏ tiền đừng biết cần đéo này nữa tham bữa tham mượn mũ từ đêm mũ nàng ta quay quay mà ta mau là cái đêm mùng mùng có hết tất cả giờ nghỉ hả? Khám lên báo giao lưu hát đấy này. Không quan trọng. Nóng chắc hết nóng. Hát hay phải không? Hay à? Nóng chắc hết rồi. Cái nổ này khác là nó tổng trái ra bác nhắn bang càng nhắn hỏi lại nó mai bác bà cứ bác cứ tàn hề để gom mình lên không để nó đi dân tộc thì nó không được quá đi bác cứ tàn hề lại đây này giờ biết là nàng hai thì không bao giờ thử những cái dụng cụ như là thiên nhiên này, lá cây này, cây cối này, cây chuối này, hoa chuối này. Mà cứ chòi thì phải chòi là bằng lá cả nhà, thơm bằng lá. Bằng thơm bằng lá, lán là bằng thơm bằng lá cả nhà. Mình sẽ đi xung quanh đi bằng lạc vào trong kia. Bác sư quà đây là sự chuẩn bị để những chàng trai cô gái trẻ năng lượng mới tập này. Hai bên có hai cô gái rất là hay. Alo mà con này. Thằng lo này mà. Nên mà chứ đấy. Alo này mà. Con là quê là mình cứ mạch mạch mạch
Men. Cái này là ngắm ở cái này này. Sao sao tình bài nó vậy? Ô nè, chú mấy nè, chú mấy cái ổn nhớ. Rồi lại thế đấy đài, anh thấy à? Anh thấy đấy đài. Thế quay lại mic của thông nào, mic cái mạch của nó không đến đâu. Thế đây mình chỉ thông rồi. Cắm cắm pa cắm anh này, nó đi quay phim à? Cắm luôn đi á. Rồi, ok. Trước kìa, trước kìa. Đi sao? Anh này đây đây ơi, anh này đây đây này, anh này đây. Alo alo, khâu vậy alo vậy. Alo. Đây. Anh này rõ hơn, anh đeo rõ hơn. Anh này thấy sân khấu cái thôi. Đây là nhà sự chuẩn bị, có thể bạn có thấy được không đấy, các trai gái rất trẻ trung, được liền, các cô gái bé tí xinh xắn. Ý là thầy hoàng này phải thắc mến mấy anh em. Không ai đứng, không đứng, không đi nữa, không đi nữa. Phải chia chi góc đủ vòng luôn à? Cái đi hướng này. Hết hết thưa ra. Mấy bé này xích đằng sau đi. Đứng bé đứng từ đây này. Đó. Rồi, thưa ra. Căn nào người cách khoảng 2 mét ra thì mới được vu. Lá ơi, thứ nhất lúc đề mùa mát hồ Huế ơi. Mùa áo thề hương bắc, mùa áo em tình lương, mùa áo tình lưới đàn, mùa áo em mặc máu ơi tan tàn, mùa áo nhà tình lương tan tài. Lá ơi mùa áo bồng bềnh quanh người, mùa áo bềnh hài, mùa áo thấy các người mic bình loạn mình thế rồi đây. Ăn mình đi ăn thì mình ăn đây là nổ đây, mình đây ăn một nổ nào quay một đi nghìn phước một đi nghìn nào thôi ăn đã ăn rồi đây. Mùa áo bằng nằm cổ biết ơi đâu chạy ta thắm mùa buồn bay răng mẹ. Lá ơi mùa áo hồng cương thở ai tàn ơi, mùa áo hồng cương thở ai tàn, mùa áo tầng mầm thương ta ơi thương quang, mùa áo tầng mùa nổi, mùa áo lam biết mùa rêu rệt, mùa áo bé biết mùa rêu tình, con ta theo hai tình tế nó hết rồi hết bên nữa, nó hết quán tóc này thôi này, bên nữa biểu diễn mà phải đẹp quá. Mùa áo trái mùa áo trái trái đặt này, cắm xuống đây này, cắt xuống đây này, không có đường vòng này này, đó nó đẹp à. Mùa áo ban gió cùng cắm thắng ơi, mùa áo lắng lắng ơi to con, mùa
Pin à? À pin đấy. Ơi
lá ơi mỗi thịt rầu mùa đôi mùa dương á mùa đỏ của nàng hai thôn bờ lam rạc thông bờ lồng rạc rừng giờ đây hai khẩu nhắm cuồng nhắm cuồng cái chổi nó quét vào nhau là được rồi, ok đó. Mình ngả được nhiều hơn, nó đẹp hơn đó. Đúng rồi, Oh,
là ơi mời mù cả trong má thôi cũng tè trong tay nam thiên bàng người đi qua là mời mù cả trong má thôi cũng tè trong tay nam thiên bàng người thứ hai lần thứ 10 chú ạ. 10 lần
lúc này anh lĩnh chắc là lĩnh quân quyền cao này. Ai thứ nhất lúc tè tao ao bát thô ao ao thế hướng bắc ao ao em tịnh lường ao ao tịnh ơi đa ao ao em thập mão ơi tam tàng ao ao nhà hương tam thà lá ơi vành quanh nơi bé bé tào ao tánh tánh hài tào ao nấu hoa phù tào ao dù thuốc ơi thét tào ao tầng bộ bé ơi đồ ta trước tao thần bay rắm mè hai cái mic của tôi bên bạn này tôi biết rồi. Hai hát kính mừng nửa bô tèo. Đấy là ý tưởng. Lá ơi, táo áo bông cải bông kè đường tạo ra bên bàn lửa liên thủy quan đời.
Thank you.
mời cuốn nha la yo bên này điểm tám nha điểm tám thôi điểm tám thôi vì một đúng giờ nha đúng giờ. Alo alo tao cũng đây quan điểm bốn này đây quan điểm bốn hả một trăm điểm bốn đấy là ơi ai nhầm khảo nam đến ban đưa mây mã đưa quan ơi hai hai nhầm khảo hà đến ban đưa đoàn trường ca treo lửa thân khoác pha ơi đuôi ca treo tang thuyền tinh và đuôi quét áo nhà biết đưa tam thanh
cao tầng của biển ơi đồ chạy cả nước quét thình bay rắp mè lại quét ao túi ru miêu ơi quét ao trầu thu mát quét đau quát rê đầm quét nâu phần rê thi ca cứ quét thần tam ký ơi đuôi ta ca cứ quét thần lại quét nâu trái mùng mình ơi quét ao tành mùng thôi vấn đề đó cầm mạch sự phá qua mình ồ ồ đấy mới quay phá nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mù
Thank you.